Thay vì bún, miến, phở thì đây sẽ là 5 cái đồ ăn sáng sẽ giúp các chị em vừa no lâu này và quý như thuốc bổ. Và đặc biệt ý, khi mà các chị em duy trì cái bữa ăn này hàng ngày thì chắc chắn là chúng ta vừa có một cơ thể tốt này và có một làn da đẹp. Hello, xin chào mọi người, mình là Thu. Trong video này thì Thu sẽ cùng nói chuyện với các chị em, đó chính là ăn sáng bằng gì và liệu là chúng ta ăn bún miến phở có tốt hay không. Thì vào bữa sáng ấy thì Thu sẽ có những cái món này và mọi người cùng xem là có ăn giống Thu không nhá. Thứ nhất đó chính là táo. Thông thường vào bữa sáng ấy thì Thu hay ăn một quả táo mỗi ngày. Thì ăn táo vào buổi sáng khi mà chúng ta đói, tức là chưa ăn gì, thì nó có thể kích thích cái nhu động ruột của bạn rất là tốt và nó tốt hơn bất kỳ một cái loại trái cây nào khác. Thứ hai đó chính là pectin trong quả táo thì nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ axit lactic và sẽ giúp những cái vi khuẩn có lợi ở trong ruột phát triển tốt hơn, và điều này thì nó cũng sẽ giúp cho đường tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và trong táo thì có chứa glucose có thể làm tăng cái năng lượng của bạn trong cả một ngày. Ngoài ra thì loại quả này còn chứa rất là nhiều khoáng chất và vitamin, thì nó có thể là khiến bạn cảm thấy rất là sảng khoái. Và đây cũng chính là lý do vì sao khi mà căng thẳng ấy thì chúng ta thường ăn táo. Sau khi ăn một quả táo vào bữa sáng ấy thì bạn cũng có thể cảm thấy là no ngay lập tức, vì cái loại quả này nó chứa một lượng lớn chất xơ có thể tạo nên cái cảm giác no. Và điều này thì rất là hữu ích nếu mà bạn đang muốn duy trì cân nặng để không bị tăng cân quá do ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Tiếp theo đó chính là táo thì có thể loại bỏ cholesterol trong cơ thể của bạn, và đặc biệt là ăn cái loại quả này mỗi ngày ấy thì sẽ rất là tốt cho tim mạch. Bạn đã nghe câu là ăn một quả táo mỗi ngày thì giúp chúng ta không phải đến gặp bác sĩ chưa? Thì đây chính là một loại quả mà các chị em nhớ là chúng ta sẽ phải ăn hàng ngày nhé. Thứ hai đó chính là trà xanh. Nhiều người thì chọn uống một tách trà xanh đầu tiên vào buổi sáng để tăng cái sự tập trung và tỉnh táo. Đặc tính này của trà xanh ấy là do cái sự hiện diện của caffeine, một chất kích thích được thể hiện để tăng cường sự chú ý và tỉnh táo. Và chính vì lý do này thì thưởng thức trà xanh đầu tiên vào buổi sáng là một cách rất là tuyệt vời để bắt đầu ngày mới của bạn. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể thưởng thức trà xanh vào buổi sáng. Ví dụ như là thêm một vắt chanh nhỏ hay là một chút mật ong vào tách trà của bạn, hay là pha trà với gừng hoặc là bạc hà để nó có thêm một cái hương vị khác cho cái tách trà của mình. Tuy nhiên ấy, mà buổi sáng mà uống trà thì Thu sẽ uống trà rất là loãng và chúng ta sẽ không uống trà quá đặc, vì nhiều người ấy, khi mà uống trà xanh đặc thì sẽ gây nên cái hiện tượng là ruột đói cồn cào. Thế nên là sau đó tầm 15 cho đến 20 phút thì chúng ta sẽ phải ăn bữa sáng nhé. Và trong trà xanh ấy thì nó có chứa các thành phần làm tăng cái quá trình đốt cháy chất béo và số lượng calo bị đốt cháy. Và có rất là nhiều người cũng đã dùng trà xanh để hỗ trợ trong cái quá trình mà mình cần giảm cân. Thứ ba đó chính là sinh tố. Nếu mà không có thời gian để chuẩn bị một cái bữa sáng chu đáo thì một ly sinh tố là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo. Và dinh dưỡng trong sinh tố thì nó cung cấp đủ năng lượng cho một ngày của các bạn. Sinh tố thì không chỉ cung cấp nhiều vitamin cần thiết mà nó còn có thể là đẩy nhanh cái quá trình giảm cân. Sinh tố mà Thu hay uống ấy, thì Thu sẽ pha quả bơ và một ít nước cốt chanh. Thì nó sẽ giúp bạn gọi là thì nó sẽ giúp các chị em cảm thấy no mà không sợ bị nặng bụng hay là căng bụng. Và trong quả bơ ấy, thì nó có chứa rất là nhiều vitamin E thì sẽ giúp duy trì một cái cơ thể khỏe mạnh và làm đẹp cực kỳ hiệu quả. Hay là ngoài ra thì các chị em có thể thay đổi sang sinh tố chuối và hạnh nhân. Thì đây là một loại sinh tố mà rất là thơm, ngon rồi đậm đà trong bữa sáng. Và nếu mà cần nhiều năng lượng ấy, thì hãy thử sinh tố táo và hạnh nhân. Đây cũng là một loại quả mà Thu rất là thích. Và đây là loại sinh tố mà có thể giúp các chị em no đến tận trưa. Sinh tố rau xanh thì nó cũng chứa rất là nhiều chất diệp lục và một cái thành phần tự nhiên mà các chuyên gia cho rằng ấy là tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc máu và tái tạo tế bào. Và đây là một trong những lý do tại sao mà loại đồ uống rau xanh được rất là nhiều các chuyên gia khuyến nghị để bổ sung năng lượng cho cơ thể vào buổi sáng. Và Thu biết là rất là nhiều chị em đã hình thành được thói quen tốt này bằng cách là uống sinh tố rau xanh, những loại rau được xay ra làm bữa sáng của mình. Thứ tư đó chính là sữa chua. Sử dụng sữa chua vào buổi sáng thì sẽ giúp cho chúng ta cải thiện hệ tiêu hóa này, tăng miễn dịch
giảm huyết áp và giúp xương chắc khỏe hơn. Thông thường ý, thì 100g sữa chua tức là rơi vào một cái cốc sữa chua nhỏ là một cái thực phẩm rất là lý tưởng trong thực đơn ăn kiêng hàng ngày của chị em phụ nữ. Các chị em ý, thì nên kết hợp là một cốc sữa chua với một số cái loại trái cây hỗn hợp cùng với là hạt chia hoặc là ngũ cốc để có một bữa sáng đặc biệt bổ dưỡng. Sữa chua thì sẽ giúp cho việc tiêu hóa rất là dễ dàng. Chính vì thế mà chúng ta ăn sữa chua hàng ngày vào buổi sáng ấy, thì có thể là bảo vệ ruột này và hệ tiêu hóa của chúng ta khỏi các độc tố hay là các vi sinh vật xấu. Có rất là nhiều các chị em cũng đã nhắn tin cho Thu là sau khi ăn sữa chua với cả ngũ cốc và trái cây thì một thời gian thấy không còn bị ợ hơi nữa và cảm thấy là bụng rất là nhẹ và cũng không bị đói nhanh như là tưởng tượng. Và cuối cùng thứ năm đó chính là bột yến mạch. Bột yến mạch thì có hàm lượng calo thấp thế nhưng mà lại rất là giàu chất xơ và protein và nó có thể giúp tăng hiệu quả giảm cân. Ngoài ra thì nó cũng chứa beta glucan và đây là một cái chất sẽ làm giảm cái lượng đường trong máu và sự thèm ăn. Yến mạch thì là một cái thực phẩm chứa rất là nhiều chất xơ và có tác dụng giảm đường sau bữa ăn và nó sẽ tăng cái hiệu quả của insulin. Đặc biệt là cái chất xơ tan trong nước nó có tác dụng rất là tốt vì nó ngăn cản không cho cái đường hấp thụ vào ruột và làm giảm cái lượng đường trong máu tới 30%. Ngoài ra thì nhắc đến bột yến mạch thì đây cũng là một cái loại thực phẩm mà có chứa chất chống oxy hóa, gọi là có thể bảo vệ cũng như là chống lại các bệnh về tim mạch và tăng huyết áp. Và cái chất chống oxy hóa ở trong bột yến mạch thì nó cũng tăng cường cái hệ thống miễn dịch của chúng ta để chống lại cái sự nhiễm trùng. Do đó thì khi mà các chị em ăn cái ngũ cốc nguyên hạt hàng ngày thì có tác dụng làm giảm đáng kể cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trung niên, đặc biệt là các chị em ngoài 35 tuổi, 40 tuổi. Và đây cũng là một cái thực phẩm rất là lành mạnh và nó có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là các chị em. Và khi mà ăn bột yến mạch một thời gian thì các chị sẽ thấy là da của chúng ta cũng rất là đẹp. Và nhờ đó thì những người mà thường xuyên ăn sáng bằng yến mạch thì sẽ vừa có sức khỏe tốt và có một làn da đẹp. Thì trên đây Thu đã đưa ra cho các chị em 5 cái loại thực phẩm mà chúng ta sẽ ăn vào bữa sáng rất là tốt cho sức khỏe. Nghe thì ít thôi nhưng mà khi mà các chị em tăng cường cái chất xơ và vitamin ấy thì thấy chúng ta sẽ vừa có năng lượng để làm việc cả một ngày đến tận trưa chẳng hạn, và nó cũng không dễ đói như là các chị em tưởng tượng đâu. Vậy nên là mọi người có thể là đa dạng cái bữa ăn sáng hàng ngày của mình với 5 cái loại thực phẩm Thu vừa kể trên nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.